Chào mừng quý vị khán giả đã đến với buổi livestream ABSM High Scorer Concert của trường âm nhạc và nghệ thuật New Kids ngày hôm nay. Trong năm 2021, vì tình hình đại dịch nên kỳ khảo thí chất lượng âm nhạc ABSM không thể tổ chức theo mô hình truyền thống được nữa. Thay vào đó, ABSM đã đưa ra một hệ thống thi mới mang tên Performance Grade. Và ở trong hệ thống thi này, mỗi thí sinh cần phải nộp online một video gồm 4 tác phẩm dự thi và các giám khảo thuộc hội đồng của ABSM sẽ chấm điểm dựa trên video đó và đưa ra số điểm cũng như những lời nhận xét sau cùng. Rất vinh dự, trong kỳ thi vừa qua, trường âm nhạc và nghệ thuật New Kids đã có thành tích hơn 90% số thí sinh dự thi đạt được danh hiệu xuất sắc Distinction. Và buổi livestream ngày hôm nay sẽ là dịp để các học sinh đã đạt được danh hiệu Distinction của New Kids có thể trình bày lại những tác phẩm dự thi của mình đến với công chúng. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần trình bày của Nguyễn Bảo Hà. Bạn đã dự thi Grade 2 Piano và đã đạt được kết quả là 134/150 điểm trong kỳ thi vừa qua. Bảo Hà sẽ trình bày hai tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên mang tên Cheeks Are Unloyed. Đây là tác phẩm chuyên số 6, trích từ Partita cùng son trưởng của nhà soạn nhạc người Đức George Philipp Telemann. Các giám khảo ABSM đã nhận xét rằng Bảo Hà đã trình bày tác phẩm với một tốc độ hợp lý để tạo nên cảm giác vui tươi và sáng sủa của điệu jig. Ngoài ra, bạn có được sự thống nhất về articulation và một cái kết rất thuyết phục. Tác phẩm thứ hai mang tên Vals số 13, trích từ tuyển tập 24 Easy Pieces Opus 39 của nhà soạn nhạc người Nga Dmitry Kabalevsky. Ở đây, sự cẩn thận và sự dịu dàng trong cách trình bày đã được các giám khảo đánh giá cao. Xin mời lắng nghe. Ngô Nguyễn Tường Anh đã dự thi Piano Grade 4 trong kỳ thi vừa qua và bạn đã rất xuất sắc đạt được điểm số 132/150. Hôm nay Tường Anh sẽ trình bày lại tác phẩm Sonatina của nhà soạn nhạc người Áo Anton Diabelli. Các giám khảo đã nhận xét rằng đây là một phần trình bày rất trôi chảy, có tốc độ hợp lý và ngoài ra các articulation được thực hiện một cách chỉnh chu và hoàn chỉnh, tạo nên một tổng thể bài gọn gàng, sạch sẽ, đúng với tính chất của thời kỳ âm nhạc của tác phẩm. Xin mời lắng nghe. Thank you.
Fleurs là một tác phẩm piano rất nổi tiếng, được viết bởi nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Louis von Beethoven. Trong phần chương trình biểu diễn dành cho Group 4 Piano vừa qua, Phan Ngọc Khánh An đã chọn Fleurs là tác phẩm tự chọn bên ngoài syllabus. Và bạn đã rất xuất sắc đạt được số điểm 130 trên 150 cho phần trình bày của mình. Các giám khảo người Anh đã nhận xét rằng Khánh An có một phần trình bày trôi chảy và chính xác. Tính chất âm nhạc của các đoạn được thể hiện một cách rất rõ nét và đặc biệt họ có dành sự ưu ái và yêu thích đối với việc sử dụng ritenuto hợp lý dành cho đoạn kết thúc dẫn đến một cái kết đầy cảm xúc. Xin mời hãy lắng nghe tác phẩm Fleurs qua phần trình bày của Phan Ngọc Khánh An. Đến với buổi livestream ngày hôm nay, Nguyễn Việt Hà sẽ mang đến một tác phẩm mang tên Rondo của nhà soạn nhạc người Đan Mạch Frederik Kuhlau. Việt Hà vừa qua đã dự thi ở Group 4 APRSM và bạn xuất sắc đạt được số điểm 133 trên 150. Nhận xét về tác phẩm này, Việt Hà có một phần trình bày thành công khi đã có thể thể hiện được giai điệu của tay phải một cách rõ ràng, đành mạch và giàu cảm xúc trên phần đệm của tay trái đều đặn và hiệu quả. Tác phẩm này mang nhiều màu sắc và có một cái kết hoàn hảo. Xin hãy lắng nghe phần trình bày của Nguyễn Việt Hà. Thank you.
Tiếp sau đây, tôi xin được mời quý vị khán giả hãy đến với phần trình bày của Hoàng Bích Ánh Dương. Ánh Dương đã hoàn thành phần dự thi Piano Grade 4 của mình và xuất sắc đạt được số điểm 137/150. Trong chương trình ngày hôm nay, Ánh Dương sẽ trình bày lại hai tác phẩm trong chương trình dự thi của mình. Tác phẩm đầu tiên mang tên Sonatina Cum La Thứ của nhà soạn nhạc từ Cộng hòa Séc George Anton Benda. Để nhận xét về phần trình bày của bạn, các giám khảo của ABSM đã viết rằng đây là một phần trình diễn đầy tự tin và rất chỉnh chu. Ngoài ra, họ cũng đánh giá cao sự đa dạng trong màu sắc về phần trình bày, nhưng cũng rất hạn chế về Dynamics để đảm bảo được đúng tính chất của thời kỳ âm nhạc này. Tác phẩm thứ hai Ánh Dương sẽ mang đến mang tên Arietta, được viết bởi nhà soạn nhạc người Na Uy Edward Grieg. Tác phẩm này, các giám khảo người Anh đã nói rằng Ánh Dương có một phần trình bày đầy cảm xúc và thông minh trong việc lơi lỏng về nhịp độ để tạo ra cảm giác dễ chịu và thoải mái cho tác phẩm. Xin mời hãy lắng nghe phần trình bày của Ánh Dương. Trong kỳ thi ABSM Grade 5 vừa qua, Hoàng Bích Ngân Hà đã xuất sắc đạt được điểm số 138/150. Trong buổi livestream ngày hôm nay, Ngân Hà sẽ trình bày lại hai tác phẩm trong chương trình dự thi của mình. Tác phẩm đầu tiên mang tên Etude Cum La Thứ của nhà soạn nhạc người Pháp Louis Farrand. Đối với tác phẩm này, Ngân Hà được nhận xét rằng bạn đã thể hiện ở một tốc độ chính xác và vừa phải, tạo nên một cảm giác thoải mái, và các giám khảo đánh giá cao tiếng đàn của bạn khi nó có nhiều màu sắc và có thể kích thích nhiều cảm xúc của người nghe. Tác phẩm thứ hai Ngân Hà sẽ trình bày mang tên Film Noir. Đây là một tác phẩm thuộc thời kỳ hiện đại,
do nhà soạn nhạc người Anh Mike Cornick đã viết. Ở tác phẩm này, các giám khảo của ABSM đánh giá cao sự kết hợp hài hòa giữa tính tự do, phóng khoáng và sự chuẩn xác trong phần trình bày của Ngân Hà. Xin mời lắng nghe. Tiếp sau đây, xin mời quý vị khán giả hãy đến với phần trình bày của Nguyễn Hoàng Lan Anh. Lan Anh đã thi ở Grade 7 Piano và bạn xuất sắc đạt được số điểm 135 trên 150. Ngày hôm nay, Lan Anh sẽ đánh lại tác phẩm mang tên Tempo Diminuendo của nhà soạn nhạc người Áo Joseph Haydn. Đây là chương số 3 trong Sonat Cung Mi Giáng Trưởng của nhà soạn nhạc Haydn. Về phần trình bày của bạn, Lan Anh được đánh giá cao vì bạn đã có được sự trình bày rõ ràng và trôi chảy đối với phần tốc độ, và ngoài ra các ý tứ nhạc của bạn cũng được thể hiện rõ ràng thông qua các musical lines. Ngoài ra, các giám khảo cũng nói rằng phần tiếng đàn của bạn đều đặn, tròn trịa và đây là một phần trình bày rất chắc chắn. Xin mời hãy lắng nghe phần trình bày của Nguyễn Hoàng Lan Anh. Thank you.
Huy Khánh đã rất xuất sắc đạt được số điểm 133/150 trong kỳ thi Piano Grade 7 vừa qua. Hôm nay, Huy Khánh sẽ trình bày lại tác phẩm của nhà soạn nhạc người Scotland Brian Bonsall mang tên Willie Walkostick Walkabout. Huy Khánh đã có một phần trình bày sôi nổi, hấp dẫn, nhưng bạn vẫn kiểm soát được tốt về tốc độ cũng như về tiết tấu của mình. Nào, xin mời quý vị khán giả hãy lắng nghe phần trình bày của Võ Huy Khánh. Trong kỳ thi ABSM vừa qua, Viết Quế Mỹ Anh đã dự thi ở cấp độ 8 và bạn xuất sắc đã đạt được số điểm 133/150. Ngày hôm nay, Mỹ Anh sẽ trình bày lại tác phẩm mở đầu của chương trình thi của mình mang tên Presto alla Tedesca. Đây là chương đầu tiên của Sonat Cung Son Trưởng Opus 79 do nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Louis von Beethoven tại Việt Nam. Để nhận xét về phần trình bày của Mỹ Anh, các giám khảo người Anh đã viết rằng bạn có một phần trình bày gọn gàng, sạch sẽ, âm thanh rõ ràng và một tốc độ hợp lý. Ngoài ra, họ cũng đánh giá cao việc sử dụng pedal của bạn để tạo nên được những âm sắc và màu sắc độc đáo cho phần trình bày. Đặc biệt, phần kết được tính toán và xây dựng một cách kỹ lưỡng, dẫn đến một cái kết hoàn hảo và đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Xin mời hãy lắng nghe phần trình bày của Phí Quế Mỹ Anh. Thank you.
Như vậy, buổi livestream APSM High Score Concert của trường âm nhạc và nghệ thuật Neokit đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian quý báu của mình để cùng lắng nghe các học sinh của Neokit trình bày. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Xin chào tạm biệt.